thí sinh sinh năm 2009, đó là thí sinh số danh 25, Nguyễn Anh Thương. Anh Thương có sở thích là học mẫu, nhảy, hát và đi du lịch. Thích ăn rong biển và uống trà sữa, đặc biệt có năng khiếu với môn tiếng Anh và ước mơ trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp.